Chào mọi người, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết rồi. Mình rất là háo hức mong chờ đến Tết. Do đó hôm nay mình có cảm hứng và làm video này để chia sẻ với mọi người về một buổi sáng thường nhật và những việc mà Dennis hay làm. Như mọi ngày thì mình thường thức dậy lúc 6:30 sáng, khoác nhẹ chiếc áo choàng vì thời tiết mùa này cũng hơi se lạnh rồi. Sau đó mình sẽ đi dọn giường. Trước đó thì mình cũng có hơi lười khi dọn giường, nhưng khi nghe nói việc dọn dẹp ngăn nắp vào buổi sáng, nhất là chiếc giường ngủ của bạn, thì sẽ mang lại cho bạn khởi đầu ngày mới rất là ngăn nắp. Sau khi dọn giường thì mình sẽ đi vào rửa mặt nè. Cảm giác có hơi se lạnh khi rửa mặt, nó làm mình tỉnh ngủ ngay tức khắc. Giờ thì mình sẽ bắt đầu đi tập gym, đi thay quần áo tập thôi nào. Lúc trước thì Dennis chỉ tập gym vào sau khi đi làm về. Mình không có đi tập gym buổi sáng vì thường là ngủ dậy thì sẽ rất là mệt và lười. Nhưng bây giờ thì mình lại thích tập gym vào buổi sáng. Lý do là nếu tập gym vào buổi chiều thì phải đi thay đồ rồi tẩy trang mới vào phòng tập. Còn tập gym vào buổi sáng thì cứ mặc mộc mà lao vào phòng tập thôi. Chỗ mình ở thì luôn có phòng tập gym nên mình chỉ cần đi thang máy xuống là tới nơi. Mình sẽ làm vài động tác khởi động để tránh chấn thương trong quá trình tập. Trước tiên thì Dennis sẽ thực hiện động tác squat nhảy giúp tăng nhịp tim nhanh lên. Bài tập này rất hiệu quả cho vùng mông và đùi. Mình thường kết hợp giữa các bài tập cơ thể kết hợp với các bài tập cardio trên máy chạy bộ. Mình thích chạy trên máy đạp xe đạp vì nó tốt cho đầu gối và mình cũng không thích chạy trên máy chạy bộ. Mình thường tập cơ bụng với bóng tập thể hình. Việc tập với bóng giúp cuộc sống của bạn được uốn cong chuyển hơn khi bạn cố gập cơ bụng và không làm cho bạn bị đau lưng. Dennis tập cơ bụng phía hai bên bằng cách nâng tạ 10kg. Và mỗi buổi sáng thì mình ít khi tập quá nặng vì cơ thể sau khi thức dậy thì vẫn còn một chút mệt. Đối với nhiều người thì họ có thể chỉ tập một vài động tác, nhưng riêng với mình thì mình thích tập kết hợp nhiều bài cùng một lúc. Ví dụ như là bài tập này mình vừa tập tay kết hợp với động tác squat để làm thon gọn chân và mông. Việc kết hợp nhiều động tác sẽ giúp cho mình tiết kiệm thời gian, một ngày chỉ cần 10 đến 20 phút tập là đủ rồi. Giữa các bài tập thì mình ít có khi nghỉ. Tập xong nhóm cơ này thì mình sẽ tiếp tục tập nhóm cơ khác. Sau khi tập xong cơ vai thì mình sẽ chuyển qua ngay tập cơ bắp tay. Sau cùng thì mình sẽ kéo căng các cơ và buổi sáng thì Dennis sẽ tập toàn bộ các bài tập cho cơ toàn thân. Sau khi tập xong thì cơ thể mình cảm thấy tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn khởi. Và trước khi đi tắm thì Dennis sẽ nạp thêm năng lượng cho cơ thể với bộ Wellness Shake. Trong bộ Wellness có rất nhiều protein cung cấp đủ năng lượng dưỡng chất cần thiết cho cơ thể sau khi tập gym xong. Khi bạn tập nặng, cơ thể sẽ sử dụng glycogen tích trữ và cả protein trong cơ bắp. Do đó, sau khi tập xong, bạn uống Wellness sẽ giúp cung cấp thêm lượng protein và tăng cường protein vào nhóm cơ bắp. Bạn cũng có thể uống thêm Wellness Pack Woman để cung cấp thêm các dưỡng chất cần thiết. Giờ thì mình đi tắm đây. Sau khi tắm xong, như thường lệ là chăm sóc da và make up đi làm. Như các bạn cũng thấy thì mình dùng bộ Nuvei Bright Sublime từ hồi tháng 11. Tới bây giờ thì da mình đã có rất là nhiều thay đổi. Da mình mịn hơn và sáng hơn. Mình sử dụng máy rửa mặt Skin Pro 3-in-1 để rửa mặt sạch hơn. Trước tiên thì mình sẽ rửa đầu cọ qua với nước, rồi cho sữa rửa mặt lên đầu cọ. Bạn có thể cho sữa rửa mặt nhiều hay ít tùy ý. Với chiếc máy Skin Pro 3-in-1 thì mình chỉ có thể mất vài phút là đã rửa mặt xong rồi và rất là sạch nữa. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng nước cân bằng độ ẩm, cho một ít ra miếng cotton rồi lau nhẹ nhàng trên da. Sau đó thì mình sẽ thoa kem mắt để cải thiện các nếp nhăn và quầng thâm mắt. Kế đến là dùng serum giúp tăng hấp thụ dưỡng chất. Kế đến là mình sẽ thoa kem ngày. Thỉnh thoảng nếu mà mình cần đi ra ngoài đường nhiều thì mình sẽ thoa kem chống nắng với độ chống nắng là SPF 50. Vậy là mình đã xong phần dưỡng da rồi đó. Trước khi mình ra ngoài thì mình sẽ thoa một
ít kem dưỡng tay. Ở đây mình sẽ sử dụng kem dưỡng tay của Poset. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang điểm để có một gương mặt rạng rỡ khi ra ngoài. Trước tiên mình sẽ trang điểm với kem Lot Pore and Line để giúp che phủ các nếp nhăn và lỗ chân lông, làm cho lớp nền đầy đặn. Kế đến là mình sẽ sử dụng CC Cream giúp che phủ các khuyết điểm trên da, và sử dụng một thanh che khuyết điểm để che đi những cái đốm mụn, đốm nâu trên gương mặt của mình. Chúng ta có thể sử dụng bông mút để dàn trải kem nền giúp lớp nền đều hơn. Tiếp đến, Dennis sẽ bắt đầu trang điểm cho đôi mắt, bấm mi và chải mascara để có làn mi cong. Dennis sẽ sử dụng một ít phấn phủ để làm cho lớp nền của mình mịn màng. Chúng ta có thể dùng cọ để lớp phấn được dàn trải đều và mịn màng. Chúng ta sẽ sử dụng màu mắt để tô điểm cho đôi mắt, có thể phối các màu với nhau để tạo độ sâu cho mắt. Sử dụng bột kẻ chân mày để tô điểm cho đôi lông mày thêm sắc nét. Tiếp tục sử dụng má hồng để tạo điểm nhấn cho gương mặt. Dùng chì kẻ mắt để giúp cho đôi mắt của chúng ta trở nên sắc nét và thu hút hơn. Sử dụng sáp dưỡng đa năng Tender Care cho đôi môi để làm cho môi mềm mại, mượt mà và không bị khô. Cuối cùng, Dennis sẽ sử dụng một thỏi son màu hồng để cho đôi môi rạng rỡ. Bây giờ thì mình đã hoàn thành lớp trang điểm rồi, gương mặt của mình đã trở nên tươi tắn hơn rất là nhiều. Vậy là xong rồi, các bạn thấy lớp trang điểm của mình như thế nào? Khi mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ uống cho tóc xoăn lên một chút. Bây giờ thì mình đã sẵn sàng để đi làm rồi, đi thôi nào. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hy vọng các bạn sẽ có nhiều cảm hứng để khởi đầu một ngày mới khi mình bước vào năm 2019, năm kỷ hợi này nhé. Chúc các bạn có một năm mới vạn sự như ý. Xin chào.